Cho nên những tập đoàn nước ngoài lừng lẫy nhất, họ vẫn để các kênh truyền thông vẫn còn, đó là hộp thư góp ý cho chú tham gia, cho chú tham gia, cho chú tham gia. Đến cái thùng thư mà với cơ chế tin học hiện nay vẫn để, được chưa? Điện thoại, đường dây nóng, toàn bộ thiết bị điện tử, à, từ phây trở đi, được chưa? Chơi online hoàn toàn. Tiếp theo là các kênh, đó là gặp mặt định kỳ để cho chú nói. Người ta cầu thị đến mức như vậy. Người nhân viên được cái này là toại nguyện lắm. Đó là gặp riêng nếu chú muốn. Các bạn ạ, à, anh em mình ra quán cà phê chơi không? Như vậy để cho người ta tham gia, động tác động viên đầu tiên là tạo ra cái kênh đảm bảo người ta ngồi ở đâu người ta cũng nói được. Người nhân viên thích lắm. Em được làm theo ý của em, đó là mở rộng. Bây giờ em được nói, và tí nữa em nói có ký lô mày làm chết mẹ luôn. Đấy. Vậy thì tạo kênh, động tác thứ hai. Động tác thứ hai là khi nhận được thông tin, chúng ta đang bàn đến chuyện của nhà quản trị, nhận được thông tin lập tức phải có thái độ nghiêm túc với thông tin đó. Đó. Đây là cái tệ hại của mấy anh chàng lãnh đạo. Tệ hại đầu tiên, bắt người ta làm theo ý mình, không mở rộng được tí nào, thua. Tệ hại thứ hai, không cho người ta mở miệng. Mà nếu người ta mở miệng, triệt hạ người ta để thỏa mãn Mr. White của chính mình, đó là một kẻ không có một chút nào về nghề lãnh đạo cả. Phải nghiêm túc, nghiêm túc theo hướng như sau. Nếu thông tin đó không đúng, nhiều cái không đúng lắm, vì người ta không nắm được thông tin, vì năng lực người nhân viên chỉ đến thế thôi, động cơ họ tốt lắm. Có những người thì động cơ rất xấu, họ nói để họ mạt sát mình, không sao cả, cứ nghiến răng lại vượt qua chính mình. Nếu không đúng thì hãy giải thích cho người ta, và nhẫn nại mà giải thích, đấy chính là cái động tác quản trị đấy. Để lần sau anh cứ nói, chứ lại đi chú người ta, mày nói thế này là mày phá đám, đập người ta, lần sau chào, thì bạn đại họa. Nếu mà người ta nói đúng thì cái chất nghiêm túc nó nằm ở cái góc độ nhà quản trị là thế này này. Động tác thứ nhất, hãy thừa nhận, thừa nhận trước đám đông, chọn chỗ đám đông mà thừa nhận. Chúng tôi định quyết định thế này, không còn nghi ngờ gì nữa, phải cảm ơn mấy cái anh đoàn thanh niên, đặc biệt là cái thằng Cường, mấy thằng Hùng kìa, đưa ra cái ý tưởng quá hay và chúng tôi quyết định phải thay đổi lại. Không, lần nữa cảm ơn các anh. Đấy mới là người lãnh đạo cao thủ. Vượt qua chính mình, khen thằng khác, mình mới là thằng mạnh. Các bạn ạ, như vậy thừa nhận người ta trước đám đông, và thứ hai đưa vào quyết định của mình, đưa vào quyết định của mình. Như vậy các anh làm thay đổi quyết định của tôi. Cái người mà người ta làm ra cái việc này người ta thích lắm các bạn ạ. Lần sau có gì lại sáng kiến nữa. Con người không đúng tiếp tục nói nữa. Mà tôi cần điều đó, tôi cần điều đó. Đằng này quân nhà mình vừa nói, thằng nào nói sai triệt hạ, thằng nào nói đúng thì là lấy ý kiến đó làm của mình. Xong bắt đầu là viết báo cáo thành tích, xong lên nhận huân chương lao động hạng 3. Tôi nhìn cái hành vi ấy, tôi nói thật với các bạn, trước mắt tôi thấy thằng lãnh đạo ấy là thằng hèn. Ngoài hèn ra thì cậu không có một tí nghề lãnh đạo nào cả. Hãy động viên người ta, và động viên bằng cách cho người ta tham gia cực kỳ lợi hại. Không có hiểu không? Có thấy hay không? Hả? Mày tôi giảng tôi còn thấy hay nữa em. Sếp em có cho em mở miệng, mở miệng có đúng có bao giờ thừa nhận không? Hả? Hay là toàn là chỉ có tao mới giỏi thôi? Tầm bây tầm bạn. Sếp em có nới cho em không? Hay là mẹ chúng mày giờ nào vào đó? Không có được, chúng mày phải làm thế này, ba. Cái thứ ấy là không chấp nhận. Nếu có mồm đang nhầm cái gì? Hay cái ông thầy này chỉ được nói đúng. Chơi với bạn cũng vậy, thừa nhận bạn, thay đổi quyết định, lần sau nó thích lắm. Nếu bạn làm được thế này, bạn quan sát cái anh chàng nhân viên ấy hay lắm,
Sau khi mình thừa nhận xong, anh Hùng với anh Cường chẳng hạn, thừa nhận xong cái là bắt đầu anh ra khỏi cửa, anh không về nhà đâu. Còn tôi làm mãi rồi. Bắt đầu anh rủ cô bạn gái đi đi ra quán cà phê ngồi hoành tráng. Anh nói cho em biết chữ đời toàn thằng ngu. Ủa anh nói gì ạ? Đâu anh có nói em đâu, anh nói chuyện công ty anh ấy. Chiều nay có cái việc vơ a vẩn từ ban giám đốc này thì có ai làm được đâu. Mà cuối cùng có mỗi thằng làm được, đó là anh. Hoành tráng chưa? Cho mày hoành tráng, mày cứ làm đi mà. Bạn trai em có hay có tình trạng đó chưa? Có à? Mà chỉ có anh làm được đúng không? Hoành tráng, dính đòn động viên rồi. Bạn trai đẳng cấp còn thấp lắm. Ok. Yeah. Động tác.